tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Người đẹp Kim Chi chính thức đăng quang Hoa hậu Du lịch Đại dương Doanh nhân Quốc tế 2019. Đêm chung kết cuộc thi Miss Ocean International Business 2019 đã diễn ra tại Philippines vào giữa tháng 12 năm 2019. Sau khi trải qua 3 phần tranh tài của 3 vòng thi áo dài, áo dạ hội và trang phục tự chọn, Trần Thị Kim Chi, cô gái nhỏ xinh đến từ Việt Nam, đã xuất sắc vượt qua để có mặt trong top 10. Và giây phút quan trọng nhất đã đến khiến cho khán phòng đêm chung kết tại Resort World Manila vỡ òa khi Trần Thị Kim Chi đến từ Việt Nam được xướng danh Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2019. Với những phần trình diễn ấn tượng trong đêm chung kết, Trần Thị Kim Chi đã cho thấy được sự chuyên nghiệp của một hoa hậu trên sàn catwalk. Đặc biệt, trong phần thi trang phục truyền thống, cô diện bộ trang phục áo dài với những hoa văn rồng Việt uốn lượn đã đạt được điểm số rất cao từ hội đồng giám khảo. Trần Thị Kim Chi cho biết, theo tôi, mỗi đất nước sẽ có những quy định khác nhau khi tổ chức các cuộc thi sắc đẹp. Chúng ta phải tôn trọng điều đó. Tuy nhiên, điểm nổi bật của người phụ nữ là phải đẹp, phải còn thông minh thì chắc chắn người phụ nữ đó sẽ thành công. Nhận được giải Hoa hậu Du lịch Quốc tế, một trong những giải thưởng cao quý của cuộc thi năm nay, Kim Chi vui mừng chia sẻ. Thực sự tôi rất hạnh phúc và không biết dùng từ gì để có thể diễn tả cảm xúc ngay lúc này. Những cố gắng trong suốt thời gian qua cũng được đền đáp bằng những niềm vui trọn vẹn ngày hôm nay. Hiện tại cô làm cho một công ty chuyên về xuất nhập khẩu với chức vụ phó trưởng phòng kinh doanh. Trước đây cô có kinh doanh tiệm nail và spa, nhưng do nhu cầu đi nước ngoài thường xuyên nên cô đã hoãn lại ngành làm đẹp và vẫn tiếp tục công việc hiện tại. Danh hiệu Miss Tourist Ocean International 2019 đó chính là sự tin tưởng, là vinh dự và niềm hạnh phúc, nhưng cũng là trách nhiệm của Chi trên đoạn đường phía trước. Ngay từ khi đặt chân đến Philippines tham gia chương trình, Trần Thị Kim Chi đã có sự nhập cuộc rất tốt và nhanh chóng tạo ấn tượng. Người đẹp sở hữu vóc dáng và khuôn mặt cuốn hút cùng với sự gần gũi, niềm nở trong mọi hoạt động. Danh hiệu Hoa hậu Du lịch Quốc tế là hoàn toàn xứng đáng gọi tên Trần Thị Kim Chi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.